Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube Báo Điện Tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. AFP và TASS mới đây đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra ở Ukraine trong năm thứ ba xung đột với nước láng giềng. Trong một thông điệp video được công bố để đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày Nga gọi là ngày tái thống nhất, khi Moscow sáp nhập 4 khu vực của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Ông Putin nhấn mạnh, chân lý đứng về phía chúng ta, mọi mục tiêu đã đề ra sẽ đạt được. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã nhắc lại lý do biện minh cho việc đưa quân vào Ukraine là để bảo vệ những người nói tiếng Nga. Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây gieo rắc lòng căm thù và chủ nghĩa dân tộc cực đoan một cách có hệ thống, kích động sự thù địch đối với mọi thứ của Nga, cung cấp vũ khí, cử lính tư nhân và cố vấn, chuẩn bị quân đội Ukraine cho một cuộc xung đột mới. Để một lần nữa, giống như mùa xuân và mùa hè năm 2014, họ sẽ tổ chức chiến dịch trừng phạt ở miền Đông Nam. Theo lời ông, không chỉ Donbass mà cả Crimea và các khu vực khác của Nga đều là mục tiêu của phương Tây. Ông cáo buộc phương Tây đã biến Ukraine thành thuộc địa của họ, thành bàn đạp quân sự nhằm vào Nga. Ông Putin nói, chúng tôi đang chiến đấu vì một tương lai an toàn và thịnh vượng cho con cái và cháu chắt của chúng tôi. Sau khi các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, ngày 30 tháng 9 năm 2022, ông Putin đã ký một văn bản với các lãnh đạo bốn vùng trên, nhất trí sáp nhập vào Liên bang Nga, mặc dù Nga không hoàn toàn kiểm soát các lãnh thổ này. Trong một diễn biến có liên quan, ông Ruslan Kravchenko, người đứng đầu vùng Kiev cho biết, quân đội Nga thực hiện một cuộc tấn công ban đêm quy mô lớn khác bằng máy bay không người lái tấn công vào vùng Kiev gây hỏa hoạn và hư hại một tòa nhà dân cư, nhưng không có thương vong. Không có vụ tấn công nào vào cơ sở hạ à tầng quan trọng hoặc khu dân cư được ghi nhận. Mảnh vỡ của các mục tiêu bị bắn rơi được ghi nhận ở 6 huyện trong khu vực. Tại 5 huyện trong vùng, do các mảnh vỡ của mục tiêu bị bắn rơi rơi xuống, cỏ và gốc dạ đã bốc cháy. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, mảnh vỡ drone đã rơi gần một tòa nhà dân cư và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 67 trong số 73 drone và một trong ba tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng thân Nga ở Mykolaiv, cũng xác nhận hàng loạt cuộc tấn công. Ông Lebedev nói, các cuộc không kích đã nhắm vào Kiev và vùng ngoại ô như chưa từng có. Hơn 10 cuộc không kích, một số cuộc liên tiếp. Cho biết không kích cũng đã diễn ra ở các vùng Zhytomyr và Cherkasy. Theo ông Lebedev, Cuộc không kích tấn công vào các nhà kho và một quân đoàn lính Ukraine ở thành phố Bila Tserkva thuộc khu vực Kiev. Các đoàn quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Rivne và Berislav cũng trở thành mục tiêu. Ukraine có kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Nga trên các hướng tác chiến Kursk và Bengorod là tên lửa chiến thuật đa năng hiện đại hóa R-360 thuộc tổ hợp Neptune. Tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được chứng minh là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Hải quân Ukraine trước đó cũng ra thông báo đã sử dụng tên lửa này thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol. Tin tức này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine được kỳ vọng có thể vươn tới các mục tiêu gần thủ đô Moscow của Nga. Các kỹ sư quân sự của Kiev cách đây ít lâu đã bắt đầu công việc hiện đại hóa tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune với mục đích sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cựu Lisa. Phiên bản mới của R-360 được trang bị hệ thống điều khiển và đầu đạn cải tiến giúp tăng tầm bắn lên 500 đến 700 km. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng bao quát khoảng cách đáng kể, tăng tầm bay từ 280 lên 700 km. Điều này có nghĩa là chúng đủ sức đe dọa những đối tượng nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giúp mở rộng đáng kể khả năng gian đe chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Bước đổi mới quan trọng là việc trang bị cho tên lửa đầu đạn có sức nổ mạnh theo kiểu xuyên thấu nhẹ hơn, đi kèm thùng nhiên liệu lớn hơn. Ngoài ra, Neptune còn nhận được đầu dẫn radar hiện đại GOS có khả năng tìm kiếm và dẫn đường tên lửa tới mục tiêu một cách hiệu quả, ngay cả trong điều kiện nhiễu sóng vô tuyến rất mạnh. Đối với hệ thống phòng không Nga, việc Ukraine hiện đại hóa tên lửa hành trình R-360 Neptune rõ ràng đặt ra một vấn đề thách thức mới. Loại đạn này hiện khó bị đánh chặn hơn vì chúng cơ động cao và có thể thay đổi đường bay để đáp trả những nỗ lực nhằm bắn hạ chúng. Theo những gì được giới chức Ukraine đề cập tới, Moscow được xem như mục tiêu chính của phiên bản hiện đại hóa tên lửa hành trình Neptune do đây là đối tượng mang ý nghĩa lớn. Lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô Moscow của Nga đã nhiều lần bị xuyên thủng bởi máy bay không người lái cảm tử tự chế. Do vậy, khi đối phó một tên lửa lợi hại như Neptune thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều. Khó khăn lớn nhất đối với Ukraine hiện nay được chỉ ra đó là thiếu nguồn lực để sản xuất nhanh với số lượng lớn. Họ sẽ cần sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh phương Tây nhằm đẩy nhanh công việc. Xung đột Nga-Ukraine khốc liệt, với nhu cầu cao về vũ khí đạn dược cho Ukraine đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng và vực dậy kinh tế Mỹ tại một số địa phương như ở bang Pennsylvania. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ duy trì nhà máy sản xuất đạn dược để cung cấp việc làm và tài chính cho địa phương. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Mỹ đã phân bổ gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Nhưng đa phần số tiền ấy vẫn ở lại trên đất Mỹ khi làm động lực cho các nhà máy như nhà máy của lục quân Mỹ tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania. General Dynamics, hãng thầu quản lý nhà máy đạn dược lục quân Scranton, 116 năm tuổi, đã tạo thêm hơn 200 việc làm trong vùng này kể từ năm 2022, khi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. Mức độ sản xuất pháo tăng hơn 2 lần. Các cơ sở của General Dynamics trong vùng sản xuất hơn 1 phần 3 tổng số đạn pháo mà Mỹ định gửi ra tiền tuyến Ukraine mỗi tháng. Gentex, một nhà thầu quân sự khác ở thị trấn Carbondale, ở bang Illinois gần đó cũng đã tăng lượng nhân viên thêm 10% so với năm 2023. Những vị trí việc làm như trên đang giúp đảo ngược tình trạng kinh tế ảm đạm nơi đây. Ông Shatajit Ghosh, giáo sư thuộc Đại học Scranton, chuyên nghiên cứu kinh tế vùng này cho hay, sau khi các mỏ than và nhà máy dệt may đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tại đây lên mức cao hơn trung bình quốc gia ít nhất là 2%. Bây giờ, các chỉ số kinh tế ở đây là tốt hơn mức trung bình đó. Theo thị trường của Scranton, Page, Gephardt, Connetti, viện trợ cho Ukraine, quan trọng với Ukraine, tương tự như với các nền kinh tế địa phương tại Mỹ, chuyên sản xuất các phương tiện chiến tranh. Cơ hội việc làm đang thu hút thêm người tới thành phố Scranton và rộng ra là cả bang Pennsylvania. Kinh tế thành phố phát triển cũng tạo ra nhu cầu cho những vị trí như điều dưỡng viên, thợ xây dựng và thợ điện, cũng như nhân viên bán lẻ. Giới chức cho hay, bang Pennsylvania thiếu nhân sự chuyên nghiệp để giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng hoặc viết các phần mềm tích hợp mũ sắt quân sự và xe thiết giáp. Sản xuất quốc phòng đã là phần chủ chốt trong nền kinh tế của khu vực Scranton trong nhiều thế hệ quân đội Mỹ cũng đã đầu tư gần 420 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa nơi này. Với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hoạt động sản xuất quốc phòng tại đây đối với ông không chỉ là hỗ trợ Ukraine mà còn là cách khắc phục tình trạng kinh tế đi xuống tại địa phương. Việc các nước phương Tây lập liên minh cùng tịch thu chung tài sản bị đóng băng của Nga sẽ giúp giảm rủi ro đáng kể là tư vấn của chuyên gia Olena Haluska, đồng sáng lập Trung tâm Chiến thắng Quốc tế thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Hành động chống tham nhũng Ukraine. Theo tư vấn này, nếu tất cả các nước phương Tây tạo thành một liên minh tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, điều này sẽ giúp họ loại bỏ mọi rủi ro. Giải thích về cách làm này với giới truyền thông, bà Olena Haluska cho biết, khi các nước thứ ba phản đối việc tịch thu tài sản Nga, họ thường đưa ra một số lý lẽ. Một trong những lý lẽ đó là việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy sự quay lưng với đồng bạc xanh họ sẽ chuyển đổi dự trữ ngoại hối sang một loại tiền tệ khác. Nhưng tiếp theo, câu hỏi đặt ra là sẽ chuyển đổi sang loại tiền tệ nào? Hiện tại, phần lớn tài sản dự trữ trên thế giới là bằng đồng đô la Mỹ, 59%, 20% là bằng đồng euro, 5% được lưu trữ bằng đồng yên Nhật Bản, 5% bằng đồng bảng Anh, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các loại tiền tệ còn lại trên thế giới lần lượt chiếm 2% và 9% dự trữ toàn cầu. Bà Olena Haluska phân tích chúng tôi đã hỏi các đối tác phương Tây của mình rằng nếu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Vương quốc Anh đồng lòng hành động thì tất cả các tài sản này sẽ chảy về đâu. Rõ ràng là nếu có một giải pháp G7, Thụy Sĩ và Australia sẽ hướng về họ thay vì Trung Quốc. Do đó, vị chuyên gia đến từ Trung tâm Chiến thắng Quốc tế Ukraine kết luận việc nói các loại tiền tệ phương Tây sẽ bị ảnh hưởng là không có căn cứ. Theo lập luận của bà Haluska, đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh không phải là đồng tiền dự trữ vì nó không được tự do chuyển đổi thị trường tài chính trung quốc không tự do vì có những cuộc tấn công và gây áp lực lên các nhà đầu tư trong nước bà cũng nhấn mạnh rằng chỉ có việc tịch thu tài sản của một quốc gia mới có khả năng ảnh hưởng đến các loại tiền tệ của phương tây khi đó dự trữ ngoại hối có thể chảy ví dụ từ đô la mỹ sang euro đó là lý do tại sao ukraine đề xuất rằng cần một liên minh đưa ra quyết định họ tức là những người phản đối tịch thu nói rằng nhiều người có thể bắt đầu bán chứng khoán phương Tây, rút tiền của họ và đầu tư ở nơi khác. Vậy một lần nữa quay lại câu hỏi, ở đâu? Ở UAE, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Trung Quốc hay Nga? Có thể khẳng định thị trường tài chính phương Tây quá mạnh và chiếm ưu thế đến nỗi không dễ để tìm ra thứ thay thế cho các loại tiền tệ dự trữ và chứng khoán của họ. Hồi tháng 7, Ả Rập Xê Út đã từng nhiều lần cảnh báo riêng với các nước G7 rằng họ có thể thoái vốn một số nghĩa vụ nợ châu Âu của mình nếu các quốc gia nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới có động thái tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Họ khẳng định không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga nhằm hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, động thái mới nhất của G7 và các nước đối tác G7 cộng tiếp tục chứng minh họ kiên trì đứng sau Ukraine là công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp nhóm tài trợ ở New York mới đây rằng họ đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ quốc tế không lay chuyển đối với Kiev ở hiện tại và trong cả tương lai. Sputnik đưa tin, Stefan Kotre, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Sự Lựa Chọn Thay Thế cho nước Đức, AFD nói rằng, AFD nếu tham gia chính phủ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và chấm dứt các hành động gây hấn nhằm vào Moscow vì việc này phù hợp với lợi ích của Berlin chứ không phải xuất phát từ tình hữu nghị nào đó với điện Kremlin. Phát biểu bên lề tuần lễ năng lượng Nga mới đây, ông Kotre dự đoán rằng sau kết quả cuộc bầu cử liên bang năm 2025, AFD có thể tham gia chính phủ cùng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo nếu liên minh này không hạn chế một cách phi dân chủ đối với AFD. Ông Kotre nói, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ chấm dứt các hành động gây hấn chống Nga, chúng tôi sẽ ủng hộ bình thường hóa quan hệ. Ngoài ra, điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là chúng tôi sẽ nhập khẩu năng lượng của Nga. Chúng tôi không phải là bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà làm tất cả những điều đó, chúng tôi chỉ đại diện cho lợi ích của nước Đức. Ông nhấn mạnh rằng, với việc đại diện cho lợi ích của nước Đức, một lần nữa có thể thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với Nga. Trong một diễn biến liên quan, trước đó Ngoại trưởng Hungary Peter Sajidato cho biết, Budapest tin chính sách trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu, EU đã thất bại hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Ông Sergiato nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế và cấm vận của EU đối với Moscow đã không giúp đạt mục tiêu mong muốn là tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, mà còn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của các nước châu Âu so với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Hungary nói, rõ ràng là chúng ta đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát tăng vọt và giá năng lượng leo thang nhanh chóng. Cả hai đều là hậu quả của cơ chế trừng phạt. Ông Sergiato cũng cáo buộc các cường quốc và công ty lớn của phương Tây đang lách luật trừng phạt chống Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest kết luận: "Vì vậy, chính sách áp trừng phạt là đạo đức giả, vô nghĩa và đã thất bại." Đây là ý kiến ngắn gọn của tôi về việc này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Nga. Các biện pháp trừng phạt này được thiết kế để gây áp lực lên chính quyền Nga, buộc nước này phải ngừng hành động quân sự. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty của họ. Tờ Financial Times dẫn lời các chuyên gia cho biết Israel có thể ám sát được thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhờ thay đổi cách thu thập thông tin tình báo và tập trung vào việc quét lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả các cáo phó hay đám tang thành viên Hezbollah, vì đây thường là lúc các chỉ huy của nhóm này lộ diện. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là mục tiêu quân sự ưu tiên của Israel trong nhiều thập kỷ, trước khi ông thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9. Ông đã sống sót qua nhiều vụ ám sát trong suốt cuộc chiến tranh Liban năm 2006. Theo Financial Times, các cơ quan mật vụ Israel đã tăng cường đáng kể chiều sâu và chất lượng thu thập thông tin tình báo về Hezbollah. Từ lúc bắt đầu coi đây là một đội quân khủng bố, có tổ chức chặt chẽ sau khi xung đột Syria nổ ra. Khi Hezbollah chiến đấu ở quốc gia láng giềng, họ phải tăng cường tuyển mộ, khiến nhóm này dễ bị gián điệp Israel theo dõi hơn. Cuộc xung đột ở Syria đã trở thành một nguồn dữ liệu phong phú cho Israel cung cấp cho Israel lượng lớn thông tin, bao gồm cả cáo phó, dữ liệu về nơi sinh của các chiến binh tử trận và tệp bạn bè của thành viên Hezbollah. Theo Financial Times, các đám tang đã tỏ ra cực kỳ hữu ích vì thường là lúc các chỉ huy của Hezbollah lộ diện. Ông Yazid Sayyik, một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Kennedy Trung Đông nhận định, do cuộc xung đột ở Syria, Hezbollah từ một tổ chức có kỷ luật cao trở thành tổ chức chấp nhận nhiều người hơn mức cần thiết, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng này ngày càng kiêu ngạo các vệ tinh do thám, máy bay không người lái, khả năng xử lý dữ liệu, hình ảnh và khả năng tấn công mạng của Israel cũng tiến bộ trong thời gian này. Hơn nữa, sau khi cuộc chiến Israel Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, Tây Jerusalem dường như đã làm cho ông Nasrallah tin rằng hai đối thủ không đội trời chung xung đột kiểu mới, đó là Israel và Hezbollah chỉ trao đổi các cuộc tấn công qua biên giới mà không có sự căng thẳng gia tăng thêm. Đầu tháng này, Israel tấn công Hezbollah bằng một loạt vụ nổ bằng máy nhắn tin và bộ đàm, khiến hàng chục người thương vong. Tuần trước, Israel cũng đã xác định được vị trí của ông Nasrallah, tấn công một khu phức hợp ngầm ở Beirut với hỏa lực cực mạnh, hạ gục vị lãnh đạo lâu năm. Đáp lại, Hezbollah cam kết tiếp tục cuộc thánh chiến để đối đầu với Israel, trong khi Iran cũng thề sẽ trả đũa cho cái chết của ông Nasrallah. Quân đội Israel hiện được đặt trong tình trạng báo động cao để ứng phó với bất kỳ cuộc trả đũa nào tờ wall street journal vừa qua dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết các đặc nhiệm israel đã tiến hành xâm nhập vào các đường hầm do hezbollah đào gần biên giới trong các cuộc đột kích quy mô nhỏ vào miền nam liban thời gian gần đây các nhiệm vụ này được thực hiện gần đây và trong cả vài tháng qua chúng nhằm thu thập thông tin tình báo về các vị trí của hezbollah gần biên giới cũng như xác định những đường hầm và hạ tầng quân sự của lực lượng này để chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ trên không hoặc trên bộ chuyên gia về giao tranh dưới hầm ngầm Tanberry ước tính mạng lưới địa đạo của Hezbollah có tổng chiều dài lên tới hàng trăm km. Nhóm từng đào đường hầm trực tiếp vào Israel nhưng đã bị IDF phát hiện và phá hủy trong chiến dịch lá chắn phương Bắc hồi tháng 1 năm 2019. Một quan chức Mỹ giấu tên mô tả những cuộc đột kích này rất nhỏ nhưng rất chính xác và rất có mục tiêu. Phía Mỹ không coi đây là các cuộc tấn công trên bộ của Israel, song họ tiếp tục chuẩn bị cho kịch bản Tel Aviv Tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ có giới hạn vào Liban trong những ngày tới. Ông Amir Aviv, cựu quan chức quân sự cấp cao Israel, người hiện vẫn nhận được thông báo từ quân đội cho rằng kịch bản Israel tiến hành chiến dịch trên bộ tại Liban có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, nguồn tin của New York Times cho hay Israel chưa chốt quyết định liệu có tiến hành chiến dịch trên bộ lớn nhằm vào Hezbollah hay không. Israel đang chịu áp lực lớn từ Mỹ, bên thúc giục họ không làm gia tăng căng thẳng tình hình ở vùng biên giới với Liban trong bối cảnh israel liên tục tập kích vào liban thời gian gần đây cùng việc đẩy mạnh thâm nhập vào hezbollah câu hỏi đang được đặt ra ở đây là liệu tel aviv có ý định xóa sổ hoàn toàn tổ chức thân iran này không đáng chú ý sự kiện thủ lĩnh hezbollah ông hassan nasrallah thiệt mạng tiếp tục cho thấy quyết tâm của tel aviv với đối thủ không chỉ ông hassan mà rất nhiều nhân vật cộm cán trong hezbollah đều được cho là đã tử nạn bởi israel tuy nhiên theo cnn bình luận thì Israel dù có muốn cũng không thể làm cho Hezbollah bị tê liệt. Lịch sử Israel cho thấy những cuộc tấn công loại bỏ đầu não không phải lúc nào cũng thành công trong việc làm tê liệt một nhóm vũ trang đối địch. Năm 2008, Israel hạ sát Imad Mugnie, lãnh đạo quân sự của Hezbollah ở Damas, Syria, nhưng nhóm này đã tập hợp sức mạnh trong những năm sau đó. Bốn năm trước đó, các lực lượng Tenavib đã tiêu diệt sĩ Ahmed Yassin, người sáng lập phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm đồng minh khác của Iran ở giải Gaza sau một cuộc không kích. Hamas vẫn chưa sụp đổ và gần 2 thập kỷ sau, nhóm đã thực hiện vụ đột kích đẫm máu vào lãnh thổ Israel ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng chỉ trong một ngày và gần 200 người khác làm con tin. Gần đây hơn, vào tháng 7 vừa qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã loại bỏ Mohammed Deif, một trong những người chủ mưu vụ đột kích mùng 7 tháng 10 năm 2023 và cũng là chỉ huy quân sự chủ chốt của Hamas, nhưng nhóm chiến binh này vẫn tiếp tục chiến đấu ở giải Gaza. Nhìn chung, vụ hạ sát thủ lĩnh Nasrallah là thành quả quan trọng đối với Israel trong đợt đẩy mạnh tấn công Hezbollah vào đầu tháng này, kết hợp với những nỗ lực bí mật gây nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên, cũng như hàng loạt cuộc không kích diện rộng, phá hủy cơ sở hạ tầng và kết liễu sinh mạng của các chỉ huy cấp cao khác của nhóm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lưu ý hiện vẫn còn quá sớm để Israel có thể xóa sổ được Hezbollah, dù nhóm vũ trang ở Liban này rõ ràng đang trong tình trạng khủng hoảng. Lịch sử cho thấy nhóm sẽ tái tổ chức và bổ nhiệm các lãnh đạo mới để tiếp tục cuộc chiến lâu dài chống Israel. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot vừa qua đã đến thủ đô Beirut của Liban để khẳng định sự ủng hộ của Pháp dành cho Liban, nhất là về hỗ trợ nhân đạo. Trước nguy cơ xung đột lan rộng khu vực sau khi thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah được xác nhận thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của phương Tây đến Liban kể từ khi Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng căng thẳng. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Liban như Thủ tướng Najib Mikati hay Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tướng Joseph Aoun để khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Liban, quốc gia từng là thuộc địa của Pháp và hai nước hiện vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Ngoại trưởng Pháp dự kiến cũng sẽ gặp các quan chức Liên Hợp Quốc tại Liban và sẽ công bố các gói viện trợ nhân đạo. Trước khi đến Liban, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati để bày tỏ quan ngại do tình hình xấu đi nhanh chóng khi thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah được xác nhận thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel. Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo cho biết Pháp phản đối bất kỳ hoạt động triển khai quân đội trên bộ nào ở Liban và kêu gọi các bên đặc biệt là Hezbollah và Iran, kiềm chế mọi hành động có thể gây thêm bất ổn và dẫn tới xung đột khu vực. Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã xác nhận công dân thứ hai của Pháp đã thiệt mạng sau các vụ không kích của Israel vào Liban. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Pháp Michel Barnier cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình Liban. Tình hình hiện đặc biệt nghiêm trọng. Tôi luôn theo sát diễn biến và rất lo ngại về vấn đề an ninh của công dân Pháp tại Liban. Giữa lúc tình hình tại Trung Đông đang hết sức căng thẳng, theo trang web của chính phủ Nga, Thủ tướng nga Mikhail Mishustin sẽ có chuyến thăm chính thức đến Iran để gặp tổng thống Masoud Pezeshkian và phó tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Mishustin tới Iran với tư cách thủ tướng. Các cuộc hội đàm tại Tehran sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Iran kể từ khi ông Pezeshkian nhậm chức. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Tehran vẫn diễn ra thường xuyên. Hồi giữa tháng 9, thư ký Hội đồng An ninh nga Sergei Shoigu đã đến thăm Iran và gửi lời từ tổng thống Nga Vladimir Putin đến tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Cuộc gặp mặt trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan vào tháng 10. Theo kế hoạch, ông Putin có kế hoạch thảo luận về toàn bộ phạm vi hợp tác Nga-Iran trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo. vừa qua thủ tướng israel benjamin netanyahu đã bổ nhiệm ông gideon shah từng là đối thủ cũ làm thành viên nội các trong chính phủ của mình theo thỏa thuận ông shah sẽ giữ chức bộ trưởng nhưng không phụ trách cụ thể một bộ nào và tham gia vào nội các an ninh của israel việc mở rộng chính phủ sẽ giúp ông netanyahu ít phụ thuộc hơn vào các thành viên khác trong chính phủ liên minh của mình trong lúc ông đang phải đối mặt với những thách thức chính trị khi tiếp tục cuộc chiến ở gaza và chống lại hezbollah ở liban Ông Shah, sinh năm 1966 tại Tel Aviv, có bằng thạc sĩ khoa học chính trị, lần đầu trúng cử vào Quốc hội Israel năm 2003 với tư cách thành viên Đảng Likud. Ông từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Nội vụ. Tháng 9 năm 2017, tờ Jerusalem Post xếp ông ở vị trí thứ 5 trong danh sách 50 người giao thái có ảnh hưởng nhất. Mối quan hệ giữa ông Shah và Thủ tướng Netanyahu đã trải qua nhiều căng thẳng. Ông từng là nhân vật được chú ý trong Đảng Likud nhưng đã rời khỏi đảng này cách đây 4 năm do mâu thuẫn sâu sắc với thủ tướng Netanyahu. Mặc dù vậy, ông Sa và thủ tướng Netanyahu vẫn có điểm chung khi đều chia sẻ quan điểm cứng rắn với các nước Ả Rập được xem là đối thủ của Israel tại Trung Đông. Ông Sa và thủ tướng Netanyahu thông báo họ sẽ gạt bỏ những rạn nứt trong quá khứ sang một bên. Đảng của ông Sa có 4 ghế trong quốc hội, việc ông tham gia chính phủ sẽ mang lại cho ông Netanyahu đa số vững chắc là 68 trong quốc hội gồm 120 ghế. Điều này có thể giúp giải quyết một trong những thách thức chính trị lớn nhất mà Liên minh cầm quyền phải đối mặt trong vài tháng tới, đó là thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới. Trước đó hồi tháng 6, Tòa án tối cao Israel ra phán quyết yêu cầu bắt đầu tuyển dụng sinh viên chủng viện do thái cực đoan vào quân đội. Nhà lãnh đạo Israel đã nhìn thấy cơ hội mở ra sự tái cấu trúc quyền lực ở Trung Đông và ông có lẽ cho rằng Hezbollah đã bị một vết thương chí mạng Tuy nhiên, chiến thắng hoàn toàn là điều khó có thể nói trước và những người đạt được điều họ muốn thường sẽ hối hận sau đó. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng một đòn chí mạng cho Hezbollah sau những diễn biến dồn dập khác ở Liban. Đầu tiên là vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm, sau đó là một cuộc không kích lớn vào phía nam Beirut khiến chỉ huy cấp cao Ibrahim Akin thiệt mạng cùng hàng chục dân thường. Rồi sau đó 3 ngày là sự khởi đầu của một chiến dịch ném bom khốc liệt. Tối 27 tháng 9, khi thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị sát hại trong một vụ đánh bom san phẳng nhiều tòa nhà, thì ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang lại những bài học cay đắng cho các nhà lãnh đạo Israel và những người ấp ủ tham vọng lớn lao về những thay đổi mang tính kiến tạo ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung. Vào tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine PLO. Ngoài ra, họ hy vọng sẽ thành lập một chính phủ do người theo đạo Thiên Chúa lãnh đạo ở Beirut và đẩy các lực lượng của Syria ra khỏi đất nước này. Israel đã thất bại ở cả ba mục tiêu. Đúng là các nhóm vũ trang Palestine ở Liban đã phải rời khỏi đất nước theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, khiến họ phải lưu vong ở Tunisia, Yemen và những nơi khác. Tuy nhiên, mục tiêu dập tắt nguyện vọng dân tộc của Palestine cùng với PLO đã thất bại. 5 năm sau, cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của Palestine đã nổ ra ở Gaza và lan sang bờ Tây. Hiện nay, người Palestine vẫn kiên định với lập trường của mình trong việc phản đối sự chiếm đóng của Israel. Hezbollah tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi giao tranh rơi vào bế tắc trong cuộc chiến năm 2006 và kể từ những năm sau đó, lực lượng này chỉ ngày càng mạnh lên với sự giúp đỡ đáng kể của Iran. Hiện nay, Hezbollah đã bị tê liệt và hỗn loạn, rõ ràng là đã bị tình báo Israel xâm nhập nhưng vẫn còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của họ. Ngoài Liên bang và Israel, còn có ví dụ về chiến dịch của Mỹ tại Iraq năm 2003, cho thấy bài học về cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo không kiềm chế. Khi quân đội Iraq sụp đổ và quân đội Mỹ đến Baghdad, chính quyền Tổng thống George Bush đã nuôi dưỡng những ảo tưởng rằng sự sụp đổ của chính quyền Saddam Hussein sẽ dẫn đến sự lật đổ các chế độ ở Tehran và Damascus, đồng thời thổi bùng sự nở rộ của các nền dân chủ tự do trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên thay vào đó, việc Mỹ chiếm đóng Iraq đã trở thành một cuộc giao tranh giữa các giáo phái, trong đó Washington phải trả giá đắt bằng máu và tiền bạc. Khi khói bốc lên từ các vùng ngoại ô ở phía Nam bị tàn phá của Beirut, người ta chợt nhớ lại lời của cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong cuộc chiến Liban năm 2006 rằng tất cả cảnh tàn phá mà chúng ta chứng kiến khi đó là cơn đau của một trung đông mới. Tuy nhiên câu chuyện của Liban đã cho thấy cần cẩn thận với những lời hứa hẹn về một bình minh mới. Sự ra đời của một trung đông mới hay một sự cân bằng quyền lực mới trong khu vực. Liban là một mô hình thu nhỏ của tất cả những điều có thể đi sai hướng, đây là vùng đất của những hậu quả không mong muốn. Nhà bình luận Nick Robertson, một phóng viên kỳ cựu chuyên viết bài về các vấn đề nóng tại Trung Đông, đã chỉ ra lý do vì sao quân đội Israel lại có thể dễ dàng tiếp cận và loại bỏ thủ lĩnh chỉ huy cấp cao của Hezbollah hơn so với Hamas ở Gaza. Theo nhà báo này, Mạng lưới thông tin tình báo hiệu quả tại một môi trường mở như Liban đã giúp Israel hoàn thành kế hoạch loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah. Ông Robertson cho biết, kế hoạch nhắm đến ban lãnh đạo của nhóm vũ trang hồi giáo tại Liban không chỉ được ấp ủ trong một vài ngày mà đây là một kế hoạch dài hơi, bàn tính trong gần 20 năm kể từ cuộc tấn công lớn cuối cùng của Israel vào Beirut vào năm 2006. Trong khoảng thời gian đó, Israel đã xây dựng được mạng lưới gián điệp cai cắm vào lực lượng Hezbollah, lấy được nguồn tin tình báo đáng tin cậy khi môi trường hoạt động của Hezbollah là tại Liban, một nơi dễ dàng kết nối wi-fi và không gian mở hơn so với Gaza. Kế hoạch của Israel cũng bao gồm nhiều bước, trong đó gồm cả các cuộc tấn công vào máy nhắn tin và bộ đàm cầm tay trước khi tiến tới cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah. Ông Robertson nhận định chính nguồn lực con người gián điệp của israel bên trong hezbollah đã giúp quân đội israel tấn công chính xác các địa điểm mà các thủ lĩnh của nhóm này đang ẩn náu trong thời gian gần đây trong khi đó đối với giải đất bị phong tỏa của người palestine gaza đây là một vùng đất tách biệt và khó xâm nhập để lấy được thông tin tình báo chính vì vậy để xác định được các mục tiêu cần tấn công tại gaza cũng là một thách thức khó nhằn hơn đối với quân đội israel hiện căng thẳng trung đông đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Israel ngày 27 tháng 9 không kích vào thành trì của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh nhóm Hassan Nasrallah thiệt mạng. Trong một tuyên bố ngày 27 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel nêu rõ các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahieh tại Beirut các cuộc không kích của Israel đã săn phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các đài truyền hình Israel đưa tin cuộc tấn công có liên quan đến bom với tổng cộng hàng chục tấn thuốc nổ.